Nga thu giữ hàng chục chiến lợi phẩm, phát hiện binh sĩ NATO thiệt mạng ở Avdiivka. Tướng Nga cáo buộc Ukraine dùng vũ khí hóa học do Mỹ sản xuất. Hàng ngàn doanh nghiệp Ukraine gửi kiến nghị về nỗ lực tuyển quân. Quan chức Ukraine tiết lộ nơi cất giữ máy bay chiến đấu F-16. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, ông Igor Khimakovsky tiết lộ, lực lượng Nga đã thu giữ hàng chục thiết bị quân sự của Ukraine sau khi tiến vào kiểm soát thị trấn Avdiivka. Ông Khimakovsky nói, khi rút quân khỏi Avdiivka, lực lượng vũ trang Ukraine đã để lại nhiều thiết bị quân sự và đạn dược. Đối phương đã tịch thu hàng chục phương tiện quân sự, coi chúng như là chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Theo vị cố vấn, trong số các chiến lợi phẩm có nhiều khẩu pháo. Ngoài ra, đạn dược được sản xuất tại các nước phương Tây cũng được phát hiện tại cứ điểm trước đây thuộc quyền kiểm soát của Ukraine. Nghị sĩ Nga Viktor Vodilatsky cho biết, quân đội nước này đã phát hiện nhiều binh sĩ thiệt mạng ở Avdiivka là quân nhân từ các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Vodilatsky nói, chúng tôi tìm thấy những người lính nước ngoài đã thiệt mạng trong đống đổ nát ở Avdiivka. Họ là những binh sĩ thuộc các đơn vị chính quy từ Ba Lan, Đức, Pháp, nhiều nước NATO khác đã đưa quân đến đây để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu chống lại Nga. Trước đó, theo Phó Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất của các lực lượng vũ trang Nga, ông Sergei Rutkoy, lực lượng NATO đã cải trang thành lính nước ngoài và thực hiện hành động vận hành các hệ thống phòng không, bệ phóng loạt và hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội Ukraine. Chia sẻ với báo chí, cố vấn của lãnh đạo Donetsk, ông Igor Khimakovsky tiết lộ, thi thể của các quân nhân mang giấy tờ Mỹ và Ba Lan đã được tìm thấy trong chiến dịch truy quét ở Avdiivka. Theo ông Vodolatsky, sau khi mất Avdiivka, một số người trong quân đội Ukraine trở nên hoảng sợ. Ông nhận định, điều này có thể dẫn đến việc gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga. Ngày 17 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng quân đội Nga đã đưa thành phố Avdiivka dưới tầm kiểm soát. Bộ này cho biết, thông tin về bước tiến của quân đội Nga trước đó đã không được tiết lộ cho đến khi lực lượng Ukraine bị đánh bại hoàn toàn ở Avdiivka. Sau Avdiivka, cụm quân trung tâm Nga tiếp tục các hoạt động tấn công nhằm giành thêm nhiều lãnh thổ ở Donetsk. Avdiivka nằm cách Donetsk 13 km về phía Bắc. Đây từng là cứ điểm chính của quân đội Ukraine ở khu vực Donbass, đồng thời là một trong những địa điểm quan trọng để Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa vào thành phố Donetsk. Quân đội Nga bắt đầu tăng cường tấn công Avdiivka vào tháng 10 năm 2023. Việc kiểm soát thành công thị trấn này là một bước tiến lớn đầu tiên của Nga sau 9 tháng, kể từ khi nước này giành quyền kiểm soát Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Mới đây, người đứng đầu lực lượng phòng thủ hạt nhân, hóa học và sinh học của Nga, Trung tướng Igor Kirillov đã cáo buộc Ukraine và Mỹ vi phạm các quy định của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OPCW khi lực lượng Ukraine sử dụng đạn dược bất hợp pháp trên chiến trường. Theo đó, ông đã cung cấp một số bằng chứng về việc Kiev bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học bị cấm và các chất hóa học không khiến con người tử vong mà ông cho rằng được lấy từ Mỹ. Cụ thể, tướng Kirillov cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để thả lựu đạn hơi do Mỹ sản xuất ngày 28 tháng 12 năm 2023. Lựu đạn này có chứa hợp chất CS, một loại hóa chất được phân loại là công cụ kiểm soát bạo loạn, gây kích ứng mắt, đường hô hấp trên và có thể gây bỏng da, suy hô hấp và ngừng tim khi sử dụng ở nồng độ cao. Ông Kirillov cho biết, việc Mỹ chuyển những loại vũ khí như vậy cho Ukraine là vi phạm trực tiếp các quy tắc của OPCW, trong đó nêu rõ rằng, một quốc gia không được chuyển giao vũ khí hóa học trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ bên nào, trong bất kỳ trường hợp nào, cho đến thời điểm hiện tại. Ukraine và Mỹ chưa lên tiếng về cáo buộc của Nga. Trước đó, vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, tướng Kirillov cho biết lực lượng Nga đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái, mang theo một thùng chứa đầy chloropicrin, được phân loại là hợp chất bảng 3 theo Công ước về vũ khí hóa học và bị nghiêm cấm ngay cả đối với mục đích thực thi pháp luật. Theo ông Kirillov, loại hóa chất tương tự cũng được Kiev sử dụng vào ngày 3 và ngày 11 tháng 8 năm 2023 gần làng Rabotino. Theo tướng Kirillov, tình báo Nga tin rằng lực lượng Ukraine dưới sự hướng dẫn của phương Tây đang phát triển một chiến thuật quân sự mới sử dụng vành đai hóa học. Chiến thuật này sẽ liên quan đến việc làm nổ tung các thùng chứa axit hydrocyanic và ammoniac để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga. Bằng chứng cho kế hoạch sử dụng hóa chất trên quy mô lớn là việc Kiev đã yêu cầu Liên minh châu Âu EU cung cấp cho nước này hàng trăm nghìn thuốc giải độc, mặt nạ phòng độc
và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác vào năm 2024. Tướng Nga nói, rõ ràng là số lượng mà Ukraine yêu cầu là quá lớn đối với một quốc gia không có vũ khí hóa học. Quan chức này cho biết, vẫn chưa có phản hồi nào từ OPCVK, mặc dù tất cả bằng chứng đã được đệ trình lên tổ chức này 4 tháng trước. Hồi tháng 11 năm 2023, Nga đã mất ghế trong hội đồng điều hành OPCVK sau khi nhận được đủ phiếu bầu từ các thành viên khác của tổ chức. Ông Kirillov nhận định, Moscow thực tế đã bị đẩy ra khỏi ghế và được thay thế bởi Ukraine, Ba Lan và Litva, những quốc gia mà ông cho rằng đang theo đuổi chính sách chống Nga rõ ràng. Các doanh nghiệp Ukraine mới đây đã kêu gọi thực hiện những thay đổi trong dự thảo luật về tuyển quân ra tiền tuyến, cảnh báo chúng có thể khiến nền kinh tế nước này tê liệt trong bối cảnh Kiev có những dự luật tuyển quân để phục vụ giao tranh với Nga. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Ukraine đang thảo luận về một dự luật nhằm cải thiện các quy định liên quan đến việc triệu tập quân đội ra tiền tuyến. 2 năm sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự, vấn đề này trở nên cực kỳ nhạy cảm đối với quân đội, cộng đồng doanh nghiệp và dư luận chung. Trong một tuyên bố, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu, tổ chức gồm khoảng 1.000 công ty Ukraine cho biết, các doanh nghiệp đề nghị Quốc hội không làm tê liệt nền kinh tế đất nước bằng luật huy động mới, cần có sự cân bằng giữa mặt trận quân sự và nền kinh tế. Các doanh nghiệp ở Ukraine đang lo ngại về nguy cơ mất nhân sự để duy trì hoạt động sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ Kiev thừa nhận khó khăn trong việc triệu tập quân ra tiền tuyến trước sức mạnh lớn hơn nhiều của lực lượng Nga. Điều này cho thấy giới chính trị Ukraine đang phải đi trên dây để đảm bảo cân bằng giữa việc bổ sung nguồn lực ra chiến trường, đồng thời bảo vệ nền kinh tế trở nên mong manh và dễ sụp đổ trong thời chiến. Chính quyền Ukraine đã thực hiện các biện pháp để nghiêm ngặt hóa các quy định về việc tuyển quân vào cuối năm ngoái. Khi hoạt động giao tranh trong cuộc chiến không có dấu hiệu dừng lại và không còn nhiều người tự nguyện tham gia chiến đấu. Tháng 12 năm 2023, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đang xem xét đề xuất huy động thêm 500.000 người vào quân đội. Chính phủ đã lập dự thảo luật, tuy nhiên dự thảo ban đầu đã gặp phản đối mạnh mẽ từ các nhà phân tích và nhà lập pháp vì họ cho rằng một số đề xuất không tuân theo hiến pháp của Ukraine. Sau khi được chỉnh sửa, một phiên bản mới của dự luật đã nhận được sự ủng hộ ban đầu từ Quốc hội. Dự luật đề xuất giảm tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, hạn chế trì hoãn nhập ngũ và tăng mức phạt cũng như hình phạt đối với hành vi trốn quân dịch. Hơn 100 hiệp hội trong Hội đồng Doanh nghiệp Ukraine đã lên tiếng kêu gọi chính phủ loại bỏ các quy định có thể gây tổn thương cho các doanh nghiệp đang hoạt động cầm chừng trong tình trạng khó khăn. Nghị sĩ David Arakhamia thừa nhận rằng các quan chức Ukraine đang cố gắng cân nhắc giữa mong muốn của Bộ Chỉ huy quân sự, doanh nghiệp và người dân, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng đây là một nhiệm vụ rất khó khăn. Các hiệp hội doanh nghiệp đã yêu cầu có quy định rõ hơn về việc tuyển mộ những người lao động trong lĩnh vực có tay nghề cao. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, người đứng đầu Hiệp hội Công nghệ Thông tin Ukraine, bà Maria Shevchuk, cho biết chỉ có khoảng 1% trong số 360.000 lực lượng lao động trong ngành trên được hoãn nhập ngũ, khoảng 75% lực lượng lao động trong ngành công nghệ thông tin là nam giới. Trong một diễn biến khác, người đứng đầu doanh nghiệp thép lớn của Ukraine, Metinvest, đã gọi những bước tiến của Nga ở miền Đông là đáng báo động. Miền Đông Ukraine, nơi diễn ra cuộc chiến dữ dội giữa hai bên, là nơi mà Kiev đặt các cơ sở luyện kim và sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước. Việc Nga giành quyền kiểm soát Avdiivka hồi tuần trước đã cho phép Moscow giành toàn quyền kiểm soát nhà máy than cốc rộng lớn, một di sản từ thời Liên Xô của Metinvest. Chiến tuyến hiện nằm trong bán kính 40 km từ Bokrov, nơi Metinvest điều hành mỏ than lớn nhất Ukraine và nhà máy thép lớn nhất ở Zaporizhia về phía nam. Giám đốc điều hành của Metinvest, ông Yuri Ryzenkov thừa nhận, đạt tiến của Nga là khá đáng báo động. Khi được hỏi về việc liệu Metinvest đang chuẩn bị cho việc Bokrov và Zaporizhia bị tấn công hay không, ông thừa nhận rằng Ukraine khó có thể làm gì khác ngoài việc lập kế hoạch sơ tán cơ bản vì quy mô lớn của cơ sở hạ tầng mà họ sở hữu. Ông kêu gọi phương Tây gia tăng viện trợ để Ukraine có thể bảo vệ các cơ sở chủ chốt trong ngành công nghiệp nặng của nước này. Ngành công nghiệp sắt thép tại Ukraine sử dụng khoảng 600.000 nhân công và góp phần chiếm khoảng 10% GDP trước cuộc chiến với Nga. Tuy nhiên, con số này đã giảm đáng kể từ năm 2022 khi Nga kiểm soát các cảng quan trọng. Việc mở lại một số tuyến đường biển trong 6 tháng gần đây đã thúc đẩy sự phục hồi của ngành này. Tuy nhiên, ước tính có khoảng 9.000 đến 10.000 công nhân đã phải nhập ngũ và ông Ryzenkov đã cảnh báo rằng nếu Ukraine tiến hành siết chặt luật tuyển quân, ngành công nghiệp thép của nước này sẽ không thể đảm bảo đủ lao động để vận hành. Phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat gần đây cho biết rằng các máy bay chiến đấu F-16 mà nước này sắp nhận được từ phương Tây sẽ được lưu trữ trong các nhà chứa dưới mặt đất. Theo ông, Ukraine vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cơ sở hạ tầng để tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16.
Quá trình này sẽ mất nhiều thời gian vì phải chuẩn bị nơi trú ẩn kiên cố cho các máy bay. Người phát ngôn không quân Ukraine nhận định đây là một công việc rất khó khăn vì cần phải bảo vệ máy bay khỏi mọi loại tên lửa cũng như máy bay không người lái của Nga. Giải pháp lý tưởng nhất là cất giữ các tiêm kích trong các nhà chứa dưới lòng đất, tương tự như cách người Iran đã thực hiện. Ông Inat nói, việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho máy bay là một vấn đề khó khăn, phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng. Giải pháp lý tưởng là cất giữ những chiếc máy bay này trong lòng đất, giống như cách Iran đã làm. Quan chức Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, ngoài các hầm trú ẩn, cần phải bố trí các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa có khả năng bắn hạ cả tên lửa hành trình và đạn đạo. Trong một diễn biến liên quan, ngày 18 tháng 2, tại Hội nghị An ninh Munich, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas cho biết, những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ có mặt trên bầu trời Ukraine vào tháng 6 năm 2024. Từ lâu, Kiev đã mong chờ F-16 từ các nước phương Tây. Đây được coi là mốc thời gian cụ thể đầu tiên cho sự xuất hiện của tiêm kích. F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt & Whitney F-100 PW200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2, tương đương 2.400 km/h, tầm bay khoảng 4.200 km. Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh. Ngày 19 tháng 2, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết biểu tượng đại diện của bản đồ màu đỏ biểu thị bán đảo Triều Tiên đã bị xóa khỏi trên trang web Foreign Trade of DPRK. Trang web này được tạo ra nhằm thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư vào Triều Tiên. Bên cạnh đó, hình ảnh của bán đảo Triều Tiên cũng đã bị biến mất trên trang chính của cổng thông tin Publication of the GPRK, một trang web đăng tin tức chính thức về Triều Tiên bằng tiếng nước ngoài. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xác định mối quan hệ liên Triều là một quan hệ giữa hai quốc gia đối đầu trong một cuộc họp cuối năm 2023. Tháng trước, Đài phát thanh truyền hình nhà nước của Triều Tiên đã phát sóng một bản đồ chỉ đánh dấu phần phía bắc của bán đảo Triều Tiên bằng màu đỏ. Trong khi đó, đài truyền hình NHK của Nhật Bản tuần trước đưa tin rằng Triều Tiên đã loại bỏ một cụm từ tượng trưng cho việc thống nhất bán đảo Triều Tiên khỏi lời bài quốc ca. Cụ thể, lời bài hát được tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Triều Tiên không chứa cụm từ 3.000 ri, một cách ám chỉ chiều dài của toàn bộ lãnh thổ bán đảo Triều Tiên, khoảng 1.200 km, trải dài từ mũi phía bắc của Triều Tiên đến hòn đảo nghỉ mát Jeju ở phía nam của Hàn Quốc. Theo NK News, cuối tháng 1 vừa qua, Triều Tiên đã phá hủy một tượng đài lớn ở thủ đô, đó là biểu tượng của mục tiêu thống nhất với Hàn Quốc. Tượng đài hình vòng này tượng trưng cho hy vọng về thống nhất hai miền, được xây dựng sau hội nghị thượng đỉnh Liên Triều năm 2000. Về phần mình, ngày 16 tháng 2, Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc về các động thái của Triều Tiên. Thời gian gần đây, tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng sau nhiều vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, cũng như các vụ bắn pháo từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc trong khuôn khổ các cuộc tập trận bắn đạn thật. Trong bối cảnh các lãnh đạo châu Âu đang theo dõi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với đầy lo lắng, ngày 17 tháng 2, tại Hội nghị An ninh Munich, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã gửi một thông điệp đến châu Âu, đó là thế giới có thay đổi ra sao, Trung Quốc vẫn sẽ nhất quán và ổn định. Nỗi lo đó càng tăng lên sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu rằng ông sẽ không bảo vệ đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nếu họ không chi trả đủ cho quốc phòng, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra. Ông Trump đưa ra phát biểu vào thời điểm không thể tốt hơn với ông Vương Nghị trong bối cảnh nhà ngoại giao Trung Quốc đang thăm châu Âu để hàn gắn những mối quan hệ đang rạn nứt. Nỗ lực này trở nên cấp bách khi nền kinh tế Trung Quốc gặp nhiều khó khăn và căng thẳng với Mỹ liên tục diễn ra. Ông Vương Nghị nói, dù thế giới thay đổi thế nào, là một nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc sẽ giữ các nguyên tắc và chính sách lớn ổn định, đóng vai trò nhân tố ổn định trong một thế giới nhiều biến động. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi Trung Quốc và châu Âu tránh xa những phiền nhiễu về địa chính trị và ý thức hệ để làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, dù thông điệp của ông Vương Nghị có thể được tiếp nhận ở một số nước châu Âu muốn ổn định quan hệ với Trung Quốc, nhưng các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh gặp một vấn đề lớn khi nỗ lực cải thiện quan hệ với châu lục này, và vấn đề đó chính là Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, nhà nghiên cứu Mỹ tại quỹ Marshall Mỹ, Nor Barkin nhận định, thông điệp của ông Vương là những khác biệt địa chính trị không nên cản trở hợp tác gần gũi. Tuy nhiên, điều không được nói đến là Trung Quốc chưa sẵn sàng thay đổi quan điểm và chính sách khiến châu Âu lo ngại nhất. Đó là quan hệ gần gũi giữa Bắc Kinh với Moscow và cách làm thương mại của họ. Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine,
Trung Quốc đã trở thành một đối tác quan trọng giúp kinh tế Nga duy trì ổn định trước hàng loạt biện pháp trừng phạt của phương Tây. Tuần trước, trong cuộc gặp với nhà ngoại giao Trung Quốc, quan chức phụ trách đối ngoại châu Âu Joseph Borrell nhắc lại kỳ vọng Trung Quốc sẽ kiềm chế hỗ trợ Nga. Trong một cuộc thảo luận tại hội nghị Munich, khi được Chủ tịch hội nghị Christoph Heusgen hỏi liệu Trung Quốc có nên làm nhiều hơn để kiềm chế Nga hay không, ông Vương đã phản bác những nỗ lực đổ lỗi cho Trung Quốc hoặc chuyển trách nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine sang Trung Quốc. Ngoại trưởng Vương Nghị đã khẳng định rằng Bắc Kinh đã làm việc không ngừng nghỉ để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Ngày 17 tháng 2, trong một cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, ông nhắc lại điều này, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc không bán vũ khí sát thương cho các khu vực xung đột hoặc các bên xung đột và sẽ không từ bỏ nỗ lực để thiết lập lại hòa bình. Tuy nỗ lực đó đã được tiến hành nhưng không đáp ứng được kỳ vọng của châu Âu rằng Trung Quốc cần sử dụng đòn bẩy kinh tế đáng kể và tiến hành trao đổi cấp cao để chấm dứt cuộc xung đột theo cách tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Với những điều đó, giới quan sát cho rằng nỗ lực của ông Vương nhằm giải tỏa mối lo ngại của cả châu Âu tạo nên rất ít tác động. Nhà nghiên cứu cấp cao về Trung Quốc tại Viện Chatham House ở London, Jury nhận định, chừng nào cuộc xung đột Ukraine tiếp tục, châu Âu sẽ phối hợp với Mỹ nhiều hơn trong chính sách với Trung Quốc. Có thể châu Âu sẽ tham gia cùng Mỹ để tăng cường hạn chế xuất khẩu những công nghệ quan trọng cho Trung Quốc. Ông Vương Nghị cũng đã đề cập đến điều này tại Munich, cảnh báo rằng những người cố ngăn chặn Trung Quốc dưới danh nghĩa giảm rủi ro sẽ phạm phải sai lầm lịch sử. Nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu TRT World, Kakdash Juksen mới đây đã nhận định rằng khi cuộc bầu cử vào tháng 11 đang đến gần, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt với những thách thức ngày càng leo thang trên cả mặt trận trong nước và quốc tế. Cuộc khủng hoảng ở Texas xuất phát từ các vấn đề liên quan đến nhập cư trái phép và an ninh biên giới đã làm suy yếu đáng kể vị thế của Tổng thống Biden trên chính trường trong nước. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria đã làm phức tạp thêm lập trường của Mỹ trong khu vực, dẫn đến sự chỉ trích nặng nề từ các nhóm đảng phái. Tất cả những thách thức này đặt ra câu hỏi về khả năng giành ưu thế của Tổng thống Mỹ đương nhiệm trong cuộc bầu cử sắp tới. Sau khi Thống đốc Texas Greg Abbott thông báo về kế hoạch xây dựng hàng rào thép gai mới dọc biên giới, mặc cho quyết định gần đây của Tòa án tối cao, ông nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ 25 bang Đảng Cộng Hòa và cựu Tổng thống Donald Trump. Báo cáo của Cơ quan Hải quan về bảo vệ biên giới Mỹ cho thấy, trong năm tài chính 2023, tổng cộng hơn 2,4 triệu người đã vào Mỹ từ Mexico bằng các phương tiện trái phép. Con số này thể hiện mức tăng hơn 40% so với năm tài chính 2021 và cao hơn 4% so với năm tài chính 2022. Sau những chỉ trích dữ dội và những bê bối nhân đạo xoay quanh chính sách nhập cư trái phép của chính quyền cựu Tổng thống Trump, Tổng thống Biden tuyên bố mình là ứng cử viên sẽ khôi phục danh dự và sự tôn trọng với cương vị Tổng thống thông qua việc xây dựng một phần hệ thống nhập cư, công bằng và nhân đạo. Tuy nhiên, kể từ khi ông Biden nhậm chức, chính sách nhập cư và an ninh biên giới của ông đã dẫn đến sự gia tăng thêm 7,5 triệu người nhập cư trái phép trên toàn quốc, đặc biệt trên tuyến đường từ Ciudad Juárez đến El Paso, một trong những tuyến đường được người nhập cư ưa thích nhất. Việc di cư trái phép đến bang Texas đã gây ra lạm phát, khủng hoảng nhà ở và làm tăng lo ngại về an ninh. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào tháng 6 năm 2023, gần 47% cư dân Mỹ coi việc nhập cư bất hợp pháp là một vấn đề nghiêm trọng trong nước. Đặc biệt, khả năng Đảng Cộng Hòa coi việc này là một vấn đề rất lớn của quốc gia cao hơn nhiều, đạt tới mức 70% so với Đảng Dân Chủ chỉ có 25%. Điều này đặt chính quyền Biden vào tình thế khó khăn về vấn đề nhập cư, đặc biệt khi cuộc bầu cử đang đến gần và đe dọa tương tác giữa luật pháp liên bang và tiểu bang, cũng như có thể làm mạnh thêm cơ sở của Đảng Cộng Hòa. Tác động của vấn đề này đã gây lo ngại trong Đảng Dân Chủ và buộc Tổng thống Biden phải thực hiện những thỏa hiệp, bao gồm tuyên bố rằng ông sẵn lòng đóng cửa biên giới nếu Quốc hội thông qua một dự luật lượng đẳng cấp cho ông quyền hành động như vậy. Mặc dù ban đầu tập trung vào các đối thủ lớn như Nga và Trung Quốc, nhưng cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Gaza đã khiến Mỹ phải tái can dự tại Trung Đông. Trước đó, chính quyền Tổng thống Biden đã tập trung vào việc kiềm chế đối thủ tiềm tàng là Nga trong xung đột ở Ukraine và đang theo đuổi chiến lược tương tự để kiềm chế Trung Quốc. Những chính sách như vậy giúp Mỹ duy trì ưu thế toàn cầu mà không cần phải tích cực tham gia vào các cuộc giao tranh. Việc Mỹ tái can dự vào vấn đề Trung Đông mang lại sự đảm bảo cho Israel. Tuy nhiên, đối với Nga điều này có nghĩa là sự chuyển đổi sự chú ý và quan tâm của công chúng Mỹ ra khỏi cuộc xung đột ở Ukraine. Căng thẳng ở khu vực Trung Đông có thể kéo dài đến tận thời điểm bầu cử, làm giảm cơ hội của chính quyền Biden, một cơ hội thường được phe Cộng Hòa tận dụng để mô tả là yếu đuối. Trong khi đó, việc chính quyền ông Biden ủng hộ Israel trong vụ kiện diễn ra tại Tòa án Công lý Quốc tế tạo ra một vấn đề khó giải quyết khi nhiều người trẻ không đồng tình với cách ông xử lý tình hình ở Gaza.
Theo một cuộc thăm dò của New York Times, Sina Khalid, khoảng 3 phần 4 số người trong độ tuổi từ 18 đến 29, bày tỏ sự không đồng tình với cách Tổng thống Biden đã xử lý cuộc tấn công mạnh mẽ của Israel vào Gaza. Tổng thống Biden đang đối mặt với một bối cảnh phức tạp về các vấn đề nhập cư trong nước và thách thức chính sách đối ngoại ở Trung Đông. Và với sự đối diện với cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, những lĩnh vực này sẽ trở thành trọng tâm chính. Chiến lược của Nhà Trắng, đặc biệt là cách họ thu hút cử tri trẻ và quản lý căng thẳng địa chính trị, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành triển vọng tái cử và xác định hướng chính sách tương lai.